Xuân hân hoan chào năm mới, mùa xuân mang bao nụ cười. Mùa xuân hân hoan chào năm mới, xuân vang chim ca khắp trời. Tay trong tay cùng đi dạo phố, vui xuân đang ngập tràn. Đôi môi em như là hoa đào thắm, bừng lên trong nắng xuân ngời. Anh đi bên em ta cùng nhau vui bước, vang lên câu ca điệu nhà. Nghe trong con tim đang đập say khao khát, mùa xuân cho ta bao ước mơ. Trong ánh mắt em sáng lên vì xuân, hòa trong nắng mai trôi non. Cảm thấy anh bước đi đón xuân đang về, cùng mùa xuân hát lên. Và trong ánh mắt em sáng lên tình xuân, hòa trong nắng mai trôi non. Cảm thấy anh bước đi đón xuân đang về, cùng mùa xuân hát lên lời tình yêu. Và trong ánh mắt em sáng lên tình xuân, hòa trong nắng mai trôi non. Cảm thấy anh bước đi đón xuân đang về, cùng mùa xuân hát lên. Và trong ánh mắt em sáng lên tình xuân, hòa trong nắng mai trôi non. Cảm thấy anh bước đi đón xuân đang về, cùng mùa xuân hát lên lời tình yêu. Thật tuyệt vời, tuyệt vời. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Chúc mừng năm mới Thanh Vương. Cảm ơn em, rất là vui gặp lại hoàng rapper trong chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Và kính thưa quý vị, bài hát vừa rồi cũng chính là lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới tất cả quý vị an khang thịnh vượng, vạn sự nhí, mã đáo thành công và triệu sự bất ngờ không chờ cũng tới với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Ủa, cái này Khẩu Vị Ngôi Sao hay là dancer vậy? Em nhảy cho nó tưng bừng. Kính thưa quý vị, chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi, được phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Kính mong tất cả quý vị sẽ luôn có những tràng cười thật là sảng khoái khi chúng ta chứng kiến được trận chiến ẩm thực khi hai món ăn thực hiện để tặng cho anh Khánh Phương. Wow. Đến từ hai bạn fan hâm mộ. Wow. Sẵn sàng nha. Và bây giờ chúng ta hãy khám phá Khẩu Vị Ngôi Sao của ngôi sao Khánh Phương. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Khẩu Vị Ngôi Sao. Và bây giờ chúng ta hãy khám phá Khẩu Vị Ngôi Sao của ca sĩ Khánh Phương như thế nào với sự xuất hiện của chiếc tủ lạnh rất là hiện đại này. Bên trong có rất nhiều đồ ăn, có những món chắc chắn anh sẽ rất thích, nhưng sẽ có những món anh cảm thấy không hợp khẩu vị và không thích. Và để chờ đón xem, những fan hâm mộ của anh Khánh Phương từ rất lâu rồi, các bạn ấy có đoán được ngôi sao của mình có sở thích ăn uống ra sao. Và bây giờ xin mời anh Khánh Phương gặp gỡ hai bạn Anh Phi và Quốc Vàng. Xin mời. Okay. Yeah, đây là anh Phi. Còn đây là Quốc Vàng. Chào em. Em tôi ơi, tối về bên trong chiều đông xa vắng. Cô đơn là lẻo. Tự ôm mình luôn. Không sao, tại anh Khánh Phương là anh ngôi sao, anh thần tượng. Cảm động quá, có người bắt tay mình. Cảm ơn anh Phi, cảm ơn Quốc Vàng đã đến với chương trình và gặp gỡ thần tượng Khánh Phương rồi. Tại sao các bạn yêu mến anh Khánh Phương nào, anh Phi? Dạ thì cái thời mà em còn sinh viên á, cái nhóm bạn của tụi em chơi á là hay coi mấy cái MV ca nhạc mà chơi vui vui á, thì tụi em là rất là thích mấy cái bài nhạc của anh Khánh Phương, đặc biệt là cái bài Chiếc Khăn Gió Ấm á, tại vì cái bài đó quay được nhiều cái vui lắm, cho nên là em đã thích. Nó là bài đó quay kiểu hài hước rồi hay sao? Dạ, nhưng mà mấy bạn bắt chước theo rồi làm cho hài hước hơn. Dạ mà. Đúng rồi. Okay. Yeah. Cậu với Quốc Vạn? Em thì con Khánh Phương từ nhỏ là. Từ nhỏ luôn hả? Thích anh Khánh Phương, à, cháu nó thích chú từ nhỏ đó. Cũng lâu rồi, năm khoảng 2010. Ồ, lâu rồi đó. Với thích cái bài mà Đành Thâu Quên Lãng của anh Khánh Phương á. Bài đó là nguyên nhóm của tụi em là chơi khoảng mười mấy đứa, là ngày nào cũng nghe ca ca bài đó. Đông ca. Công việc hiện tại của anh Phi là gì ạ? Dạ em đang làm thợ đụng. Thợ đụng là sao ta? Thợ đụng là đụng khám cái gì? Đụng bác sĩ hả? Dạ không. Mình đụng đâu mình làm đó. À, đúng đâu làm đó. Dạ đúng rồi. Okay. Hay quá, là nghề tự do. Dạ đúng rồi. Rõ ràng bạn rất đa năng, rất đa năng. Nếu như có người yêu cầu bạn đụng vô cái bếp, bạn làm đồ ăn được không? Dạ được chứ. Còn Quốc Vàng, với một thân hình rất là to cao, vạm vỡ như vậy, chắc là bạn là thiên về thể thao, võ sĩ đúng không? Không, em làm bên đầu bếp.
Ủa, đầu bếp hả? Dạ em đầu bếp. Nhưng mà có cái mái tóc rất là đặc biệt nha. Rất là nghệ sĩ luôn đó. Như vậy là dường như đang có phần ưu thế đang nghiêng về cho đầu bếp với sở trường của anh ấy. Còn thợ đụng là một người rất đa năng, cũng có khả năng ở trong bếp nữa. Cuộc chiến rất là hấp dẫn đây. Và bây giờ thì chúng ta hãy khám phá xem khẩu vị ngôi sao của anh Khánh Phương ra sao với tất cả những thức ăn ở bên trong tủ lạnh. Xin mời cả nhà mở tủ lạnh ra. Mở đi anh. Tên 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 tên. Vô đây, vô đây. Nhiều à. Có đa số thơm kìa. Rất nhiều loại trái cây. Dâu ua nữa kìa. Rau, rau, rất là nhiều loại rau khác nhau. Có cái loại rau Khánh Phương thích rồi nè. Dạ, ok. Anh không được tiết lộ nha, anh chỉ nhìn thôi nha. Không, chỉ nói là thích thôi. Dạ, dạ. Rồi, chúng ta đã tham khảo xong, xin mời cả nhà đóng tủ lạnh lại. Và bây giờ chúng ta hãy chia sẻ thêm một chút xíu thông tin chung chung hơn nữa đi, để cho hai bạn anh Phi và Quốc Vàng hiểu rõ về cái đam mê cũng như là cái sở thích của anh. Chua, mặn, ngọt, đắng, cay, bùi, chắc chắc, chắc chắc. Anh thích những vị nào? Thật ra Khánh Phương sinh ra lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà không biết là từ đâu đã có cái thói quen ăn mặn từ nhỏ rồi. Ví dụ như món cá kho hay gì, là một cái món bình thường là người ta không cần phải chấm mắm, mà Khánh Phương vẫn phải chấm mắm. Chứ anh người anh nhiều muối lắm ha. Nhiều muối mà. Giống em đó. Cái thứ hai là thích ăn cay. Cay. Hồi nhỏ thì không thích ăn cay, nhưng mà không biết tại sao càng lớn mình lại càng thích ăn cay. Đó là những thông tin, những hương vị mà anh Khánh Phương thích. Và bây giờ chúng ta hãy đến với những thử thách thật sự để khám phá xem dữ liệu và nguyên liệu của mình sẽ có là những gì. Bây giờ xin mời anh Phi, Quốc Vàng cùng với ca sĩ Khánh Phương, chúng ta bước vào gian phép. Xin mời. Và bây giờ đây là gian bếp, là nơi để chúng ta tha hồ tự do sáng tạo. Nhưng quan trọng là chúng ta sẽ ứng biến như thế nào với những nguyên vật liệu chính và phụ sẽ xuất hiện ở đây. Chúng ta không được chuẩn bị sẵn gì cả. Và đầu tiên sẽ là thử thách để các bạn giành quyền ưu tiên có được món nguyên vật liệu chính. Đó chính là tôm hoặc là mực. Các bạn sẽ cảm nhận đâu sẽ là món hải sản mà mình cảm thấy đúng với sở trường của mình. Và đặc biệt hơn hết là hợp khẩu vị với anh Khánh Phương. Với nguyên vật liệu chính, rất đơn giản, trong vòng thời gian 60 giây, anh Phi và Quốc Vàng thật nhanh chóng tiến về khu vực quầy hàng trưng bày của chúng tôi và lấy thật nhanh về đây 5 món ăn hoặc 5 loại gia vị. Và quan trọng hơn hết, những món này phải là những món anh Khánh Phương thích và hợp khẩu vị nhất. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu! Hết giờ. Như vậy Quốc Vàng và anh Vi đã hoàn thành được nhiệm vụ đầu tiên. Trong vòng 60 giây các bạn đã đem về 5 món ăn khác nhau. Chúng ta kiểm tra bên Quốc Vàng đi. Wow, bánh canh. Đây, bánh canh, chính xác. Bánh canh, bánh canh tôm hả? Bánh canh cua anh ơi. Canh cua. Cua. Wow. Có da heo nữa. Trong này có, bên này có cá kho. Cá kho. Nhìn hấp dẫn ha. Cá lóc kho hen. Rồi đây là nước mắm này. Cà chua và tàu hũ. Tàu hũ chiên. Trong 5 món này, hãy xác nhận cho em biết anh thích mấy món? 2 món. Khánh Phương thì rất thích ăn bánh canh, đặc biệt là bánh canh giò heo. Và món thứ hai thích nữa là cá kho tộ. Cái này phải cá tộ đâu? Cái này không, có khi cá kho dĩa. Nào kho rồi xong đập cái cá tổ. Cá kho đúng rồi. Rồi mới đập tổ bỏ ra dĩa. Nói chung là cá kho mà kiểu mà mặn. Đặc biệt là cá kèo kho. Còn nước mắm sao? Mặn nè, thích đúng không? Anh cho em chén nha. Đó, cho em hả? Em đâu đi bơi đâu mà uống nước mắm. Nước mắm thì là cái phần mặn mình thích rồi, nhưng mà nước mắm chỉ là gia vị thêm vào thôi. Nhưng mà rõ ràng nó cũng hợp khẩu vị với anh. Rõ ràng nó hợp khẩu vị, nó phải không thể thiếu được. Chẳng rồi, pha chế phải có nước mắm chứ. Vậy nó hoàn toàn hợp lệ. Ok. 1, 2, 3. 3 món. Chúc mừng Quốc Vàng. Thank you em. Có bên đây nè. Anh Phi. Dạ. 5 món. Đúng rồi. Gồm có bánh mì. Cái này là lấy hên xui thôi. Canh củ hoa. Củ hoa là gì, vị gì? Này mình bỏ thêm ớt cho nó cay. Nhưng mà đắng nha. Đây là ớt chuông. Đúng rồi. Vị gì? Cay. Hả? Đó Đà Lạt thì Khánh Phương nghĩ là chỉ thơm thôi chứ không cay. Còn đây là thịt kho hợp vịt. Dạ đúng rồi. Còn đây là vẫn là nước mắm. Rồi với 5 món ăn này anh hợp khẩu vị với mấy món? Nếu mà tính luôn cái mắm là giống như em nói thì là chắc 2 món. 2 món là món gì ạ? Thịt kho tàu, cái này gọi là thịt kho tàu. Dạ vâng. Dạ đúng. Trứng rồi. Ngon. Cái này mắm. Ok. Như vậy 2 món ăn hợp khẩu vị mà Khánh Phương thích nhất đó chính là nước mắm và thịt kho vịt. Chỉ có 2 món thôi. Như vậy là bạn bị mất quyền ưu tiên. Nhưng quyền ưu tiên lại cho Quốc Vàng. Chúc mừng Quốc Vàng. Và bây giờ Quốc Vàng, giữa 2 món tôm và mực
rất ngon này, bạn sẽ chọn nguyên liệu chính là món nào? Em thì thích nhất là làm tôm. Em thích là làm tôm, nhưng đó là chuyện của em. Còn quan trọng là cái vấn đề anh Khánh Phương. Đó, em đoán xem là anh Phương có thích ăn tôm không? Đoán em xem. Nghĩ là thích. Thích đúng không nào? Nghĩ là thích. Khi mà nói đến tôm, anh cũng chẹp 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 mấy cái mà đúng không? Và như vậy với sự quyết định của Quốc Vàng, bạn ấy chọn tôm. Xin mời anh Khánh Phương trao tôm cho Quốc Vàng. Và đương nhiên Hoài Rapper sẽ trao lại ôi những con mực căng mọng này em cho bạn Phi. Em cũng thích tôm. Nhưng mà mực cũng ngon mà, mực dễ chế biến và chín rất là nhanh. Cố gắng nha, cố gắng nha. Nhưng mà bây giờ chỉ có nguyên liệu chính thôi mà chưa có nguyên liệu phụ, làm sao mà biết món gì với công thức ra sao? Hãy đến với phần tiếp theo, tiếp sức thực phẩm. Xin mời. Kính thưa quý vị, và bây giờ phần thi được mang tên tiếp sức thực phẩm đã sẵn sàng. Lần lượt từng thí sinh sẽ vào vị trí của mình để đưa ra hàng loạt những gợi ý bằng ngôn ngữ và hình thể để cho ngôi sao là ca sĩ Khánh Phương đoán xem món ăn đó là món ăn gì. Chúng ta có tổng cộng 90 giây, 60 giây đầu sẽ là phần gợi ý và 30 giây còn lại sẽ là phần anh Khánh Phương vận dụng khả năng trí nhớ của mình để lấy những món ăn, và đặc biệt là có 4 món okay. để đem về đúng vị trí của người chơi. Và cái đó người chơi sẽ cố gắng không phạm quy. Nếu như các bạn nói và gợi ý những từ liên quan đến từ khóa của đáp án là sẽ bị phạm quy. Bên cạnh đó không được sử dụng ngoại ngữ. Anh Khánh Phương không được hỏi, không được nói gì ngoài những từ như yeah, ok, rồi hoặc chuyển. 3, 2, 1, bắt đầu. Trái ăn cay. Ok. Lắc kiêu 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 kiêu. Trái ăn cay lắc kiêu. Lắc kiêu. Thông minh quá. Lắc kiêu, ok. Nó là thuộc dạng một loại cũ. Cái gì hồi đó mình đi học là thường hay một cuốn sổ mình kêu bằng một cái từ riêng á. Ok. Giống như là mình có một người bạn gái mình kêu bằng chồng hay thường gọi là ông gì đó. Rồi, ok, biết rồi. Ok, tiếp. Một loại thường ăn chung với bò bít tết. Ừ. Rồi, biết rồi, tiếp. Rồi, đủ 4 món rồi, tiếp nào. Tiếp tục. Bây giờ sẽ là 30 giây để anh đi lấy những món mà bạn Quốc Vàng vừa gợi ý. 30 giây thôi nên hy vọng là anh sẽ tận dụng tốc độ của mình. Lỡ như những món này nó chiếm khá nhiều trọng lượng thì sẽ mất rất nhiều thời gian để di chuyển. 30 giây trôi qua rất nhanh. Một đôi tay bàn ông vững chắc thì anh ấy có thể một lần một lấy được hết đủ 4 món. Đây chính là những món nguyên vật liệu phụ để giúp đỡ cho bạn Quốc Vàng thực hiện được thử thách của mình. Cái gì vậy trời? anh bưng nguyên cái siêu thị vô luôn hả? Đây, 4 món. Rồi bây giờ chúng ta hãy kiểm tra đề bài. Đề bài đầu tiên là ớt chuông là cái gì ăn cay mà lắc kêu. Tiếp tục đề bài thứ hai. Khoai môn. Không đoán ra. Không đoán ra được. Rồi, xin mời đề bài tiếp theo. Cái này xin đoán ra, củ sả. Lúc nãy bạn gợi ý như thế nào? Cái gì vậy mà với kêu bằng chồng xã, ông xã bà xã đó đúng rồi. Còn đây thì anh là của xã Hương ha. Rồi đề bài cuối cùng khoai cái bánh mì. Như vậy là 4 đề bài thì anh Khánh Phương chỉ đem về đúng hợp lệ một của xã đáp án duy nhất mà thôi. Xã cái lỗi này phải của bạn. Cái lỗi của ngôi sao là ngôi sao sẽ phải đền bù thiệt hại cho bạn ha. Ok, là đền bù thiệt hại. Rồi xin mời bạn anh Phi vào vị trí. Anh Phi hãy sẵn sàng với thử thách của chính mình nhé. Dạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Đề bài đầu tiên. Trái màu xanh xanh ăn chua chua anh. Giống chanh quá ha. Rồi. Củ mà con thỏ nó ăn. Ok, cái này quá dễ. Quả mà mình vắt nước chấm chua chua vắt vô. Rồi trái xanh xanh á. Rồi trái thứ ba là trái đỏ nhỏ nhỏ. Ăn cay cay. Dạ, trái đỏ nhỏ nhỏ. Hết 60 giây rồi. Okay. 30 giây đi lấy đồ nào. Anh nhớ không? Nhớ, cái này nhớ, phải nhớ. Thận trọng hơn nhé. 4 món thôi. Cà rốt nè, chanh nè. Đấy, thỏ nè, cà rốt, gì nè. Với lại ớt. Anh cầm nguyên dĩa luôn đi. Nhanh lên. Đi hai lần, nhanh lên. Tự tin cái nào lấy cái đó trước. Đem về cho bạn trước nào. Yeah. Còn thiếu một món nha. Cái món gì giống như chanh vậy ta? Nhanh lên nào. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Tại chúng ta đúng không? Yeah. Và bây giờ hãy kiểm tra lại đề bài. Xoài. Dạ có xoài. Có xoài. Tiếp luôn. Cà rốt. Dạ có luôn. Có cà rốt. Chanh. Có chanh. Và bây giờ là ớt. Có ớt. Xuất sắc. Như vậy là anh Phi đã có đầy đủ 4 món phụ liệu hợp lệ. Chúc mừng bạn.
Nhưng mà đây không phải là phần thi thắng thua, mà chỉ là phần thi để chúng ta sở hữu được những món nguyên vật liệu phụ này. Và Quốc Vàng, bạn đang bị bất lợi, mà cái lỗi thuộc về ngôi sao. Nên bây giờ chúng ta hãy đến với trận chiến thực sự. Xin mời quý vị đến với phần chinh phục khẩu vị ngôi sao. Chào mừng quý vị đang đến với phần thi tiếp theo được mang tên chinh phục khẩu vị ngôi sao. Hai món ăn sẽ được chế biến và trình bày để sẵn sàng chiêu đãi cho ca sĩ Khánh Phương. Riêng với anh Phi, anh ấy đã sẵn sàng với đầy đủ tất cả từ nguyên vật liệu chính, phụ và các gia vị rồi. Wow, còn với bạn Quốc Vàng thì đang bị thiệt thòi, mình bị thi trước, bị thiếu vài món khi kết nối chưa thành công cùng với ca sĩ Khánh Phương. Không sao. Bây giờ anh đợi đi, anh đợi đi. Anh không bỏ sao. Tiền túi ra anh mua đồ cho người ta đi. Không sao, em cứ tự tin đi. Khánh Phương tin là nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến kết quả chúng ta đâu. Nhưng mà phải kiếm đồ để bù cho người ta chứ, làm sao giờ anh đi đâu mua được. Thôi bây giờ đầu tháng mất tiền nó xui lắm. Bây giờ không có đồ thì bù bằng cách khác được không? Được, 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 được. À, bây giờ mình vận động cho nó đốt cháy calo nha. Thử thách okay. Rất đơn giản. Để đền bù cho Quốc Vàng thì anh Khánh Phương sẽ cố gắng vượt qua thử thách sau đây. Dễ thương lắm, cần phải có một bạn diễn khỏe không? À, ra đây chơi nè. Dễ cưng không? Trời đất ơi. Đó, ký ức tràn về liền. Đây, một chú thú nhúng dễ thương, đáng yêu. Anh hãy tưởng tượng mình là một em bé ngồi lên đó, nhúng vòng vòng bùng binh, vừa nhúng vừa hát một bài tặng cho mọi người. Nếu như mọi người vỗ tay là coi như anh sẽ giúp cho Quốc Vàng có được đầy đủ những món nguyên liệu cần thiết. Quốc Vàng, bạn thích anh Khánh Phương hát bài gì nhất? Bài Đành Thôi Quên Lãng. Đành Thôi Quên Lãng. Cái này chơi là Đành Thôi Quên Lãng thì chỉ sao được. Chuẩn bị nha. Anh ơi, thường thú của em mới, em không thấy con thú nữa đâu rồi. Chuẩn bị, Đành Thôi Quên Lãng bắt đầu. Tìm trong nhân thế có mấy người sống yên vui duyên đầu. Cũng đành phải xa tình thêm sầu. Tìm trong nhân thế có đôi buồn phải chi đôi câu thề. Đúng rồi, ca sĩ diễn lên nè. Con tim xin đừng ngủ mê. Đúng rồi, đẹp lắm. Đành thôi quên lãng mây bóng. Có đúng mây bóng. Có đúng rồi. Trời ơi. Tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi. Chưa hết bài nè. Đành thôi quên lãng mây phim đàn. Ngầu quá. Cánh chim xa mấy ngàn. Ngầu quá. Cũng đành phải sợ. Trời ơi. Thôi, chịu thua. Vỗ tay. Chịu thua. Dễ cưng quá trời ơi. Một nam ca sĩ phong độ điển trai ngày hôm nay cũng phải bị khuất phục bởi chú ngựa bé bé xinh xinh này. Tụi em vỗ tay để khích lệ anh. Coi okay. Như là anh đã cố gắng hết sức mình rồi. Chung là một cái trò để làm chúng ta relax, rất là vui. Nhiệt tình như vậy thì cũng đáp lại tấm chân tình của anh. Em quyết định sẽ trao tặng cho Quốc Vàng ba món nguyên liệu phụ mà bạn đang thiếu. Chúc mừng bạn. Rồi, coi như là anh đã đền bù thiệt hại cho em nha. Dạ, cảm ơn anh. Ok em. Chúc thành công. Cố gắng nhé. Yeah. Ngày đầu năm làm ăn thật là ngon. Và bây giờ anh Phi và Quốc Vàng tất cả đầy đủ rồi. 3, 2, 1 bắt đầu. Nhanh nào, vào bàn tiệc thôi. Thơm quá. Và bây giờ xin mời hai đầu bếp chúng tôi hãy vào vị trí. Đây là món cà ri tôm của bạn Vàng. Và đây là món gỏi xoài của bạn Phi. Wow. Bây giờ sẽ là phần đánh giá về phần nhìn trước đi. Anh cảm thấy về giao diện của hai món ăn này như thế nào? Nói chung là món này nhìn có vẻ trang trí, có vẻ chuyên nghiệp. Đầu bếp nó rắc. Tại vì thực ra món này thì không biết sao, nhưng mà thường là những cái món gỏi á, anh thấy là họ có thể là phải cần thời gian nhiều mới chế được những cái, người ta làm những cái hoa hay gì đó. Đúng, trang trí. Em là ăn con mực trước hay là ăn cái đầu trước? Em nghĩ là trộn hỗn hợp gỏi, mà hỗn hợp mình sẽ trộn hết. Ăn một miếng gỏi, một miếng bánh tráng, rồi một miếng mực. Đấy okay. Thì mình hỗn hợp hết lại nha. Quan trọng là có hợp khẩu vị, chỗ hay anh gấp thôi, cái tay điệu nghệ. Nói chung là anh cảm nhận là nó có cái vị chua của gỏi.
và có vị của xoài, cà rốt, đúng kiểu gỏi. Thực ra là để mà nói là hơi bất lợi cho Phi là Khánh Vương không thích ăn gỏi lắm. Ví dụ mà lâu lâu mà đi ra nhà hàng uống thì thường Khánh Vương ít chọn món gỏi lắm. Nói chung là nó không phải là một cái món mà kiểu thâu em mình hay ăn. Nhưng mà thực ra món này làm cũng rất là ok. Đây, đó là cảm nhận của riêng anh về món gỏi mực. Nếu mà cho chấm điểm thì Khánh Vương có thể là chấm điểm. Nói chung là đây không phải là quá ngon nhưng mà có thể chấm 7 điểm. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, 7 điểm, dễ quá. Dạ. Dạ, món này nhìn thì... Rồi, bây giờ xin mời anh dùng một miếng nước lọc để cho cái khẩu vị của mình nó được thanh lọc lại và giữ công bằng cho các món ăn. Đó, một muỗng của anh đã đầy đủ tất cả các hỗn hợp. Nào là thịt tôm sắc hạt lựu này, khoai tây cũng được sắc hạt lựu rất là kỹ càng. Vừa miệng ăn đấy. Cái giòn giòn là cái gì vậy ta? Mà ớt chuông đó anh. Không phải. Có khoai khoai. Khoai tây, khoai môn, khoai chuông. Ê, khoai môn, khoai tây. Khoai môn chứ. Cái cắn mà sực sực là khoai môn luôn. Sực sực là tôm. Mà đủ cay không? Có đủ cay không? Chứ em thấy anh hổ hôi thương quá. Chưa gì mà đổ mồ hôi quá nè. Đổ mồ hôi bởi vì đây rất là tập trung thưởng thức hai món này để mà mình đưa ra những cái nhận xét khách quan nhất để công bằng cho hai bạn. Độ cay tương đối. Còn cay, đủ mặn. Cay hơn một tí nữa cũng được nhưng mà về độ ngọt, độ mặn thì Khánh Vương cảm thấy nó như này đẹp. Là đậm đà mặn mà. Đúng. Có thể ăn không vẫn được. Khánh Vương có thể ăn không vẫn được mà Khánh Vương chấm bánh mì vẫn được. Ăn với cơm cũng được không? Được. Cảm ơn anh. Như vậy những lời nhận xét của Khánh Phương đã được trình bày. Và bây giờ sẽ là khoảnh khắc để anh Khánh Phương quyết định cho kết quả của trận đấu ẩm thực này. Ai, món ăn nào đủ sức thuyết phục anh để hợp với khẩu vị ngôi sao? Nói chung hai món này không có món nào dở hết. Món nào cũng rất là ok nhưng mà... Khánh Phương cảm thấy là món này có phần nhịn hơn và có vẻ là lôi cuốn Khánh Phương hơn. Khánh Phương sẽ chọn Quốc Vàng. Và Quốc Vàng giành chiến thắng. Chúc mừng bạn. Chúc mừng Quốc Vàng. Okay. Và cũng cảm ơn chúc và em. Chúc mừng bạn Anh Phi nữa. Ngày hôm nay bạn cũng rất là tuyệt vời. Và đây nào. Đây, phần thưởng đặc biệt dành cho người thắng cuộc. Xin mời anh Khánh Phương sẽ trao tặng cho bạn Quốc Vàng. Chúc mừng em. Dạ. Cảm ơn em rất nhiều vì món ăn ngày hôm nay. Và cho Khánh Phương cũng cảm ơn em. Hai em đã đến đây và cho Khánh Phương những cái vị giác, những cái cảm nhận rất là tuyệt vời với những cái món ăn khác nhau trong ngày hôm nay. Và cảm xúc của Quốc Vàng như thế nào khi giành chiến thắng ạ? Cảm giác ngày hôm nay là rất là vui. Vì mình có thể là chinh phục được một ngôi sao thần tượng của mình với món ăn là tôm kà ki. Còn với anh Phi, ngày hôm nay tinh thần thi đấu của bạn cũng rất là đáng khen, rất là tuyệt vời. Hoàn toàn tập trung vào phần thi và bên cạnh đó là chế biến rất là chỉnh chu, món ăn rất là ấn tượng. Có tâm lắm, làm rất là chính xác. Và coi như ngày hôm nay mình về nhì. Cảm xúc của bạn như thế nào? Dạ, thực sự thì lúc mà vô thi đấu với bạn Vàng á, là biết thua chắc rồi. Bị áp lực không? Tại vì bạn đầu bếp mà. Mình thì rất là ít khi vào bếp. Kiểu là cái tấm lòng ngày hôm nay là muốn đưa tới danh Phương thần tượng của em. Ok, cảm ơn em. Cảm ơn hai bạn và cảm ơn ca sĩ Khánh Phương đã nhận lời tham gia chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Và chúc cho tất cả chúng ta sẽ luôn tràn trề sức khỏe, tinh thần thật là lạc quan và đặc biệt là được thưởng thức những món ăn ngon. Và quý vị, nếu như muốn có được những tràn cười sảng khoái, những món ăn tinh thần tuyệt vời và đặc biệt là những phần vượt thử thách với những cuộc chiến ẩm thực, hãy đón xem Khẩu Vị Ngôi Sao phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Và bây giờ, Hoàng Đáp Bơ cùng tất cả mọi người xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.